Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, tiếp giáp với các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang của Việt Nam và hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc. Do vậy, Hội chợ Quốc tế Việt Trung Hà Giang 2015 vừa được tổ chức tại đây là cơ hội đẩy mạnh giao thương giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, đặc biệt với các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Hà Giang năm 2015 là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015. Đây cũng là hoạt động hợp tác về thương mại được tổ chức thường niên luân phiên hàng năm giữa tỉnh Hà Giang Việt Nam và Châu Vân Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp của các tỉnh nói riêng tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối thị trường của tỉnh Hà Giang với các thị trường trong nước và thị trường Trung Quốc. Tham dự hội chợ năm nay có trên 450 gian hàng tiêu chuẩn của các đơn vị trong nước và các doanh nghiệp thuộc Châu Vân Sơn Trung Quốc tham gia với các sản phẩm phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Hội chợ Thương mại Quốc tế Hà Giang năm 2015 là một cái sự kiện mà tổ chức luân phiên giữa Hà Giang và Châu Vân Sơn. Hai năm thì tổ chức một lần. Thì cái hội chợ này thì thứ nhất là đối với lại các cái hàng hóa của hai bên giữa tỉnh Hà Giang và Châu Vân Sơn Trung Quốc thì sẽ quảng bá cái hàng hóa cho hai địa phương. Đặc biệt là phía Hà Giang thì các cái hàng hóa nông sản của địa phương thì quảng bá sang đối với lại thị trường rất là rộng lớn bên phía Trung Quốc. Cái này thì cũng đã tiếp cận được đối với lại các cái máy móc thiết bị nông cụ mà rất là phù hợp với cái thị hiếu cũng như là đối với lại cái tập quán canh tác của bà con nhân dân các tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Là đến những cái hội chợ như thế này thì thông thường là hầu như đến tỉnh nào chúng tôi cũng ký được một cái hợp đồng đại lý. Mà những cái đại lý đấy lại rất là hiệu quả. Sản phẩm của chúng tôi nếu mà ra tỉnh bạn là được rất là ưa chuộng. Tham gia cái hội chợ xúc tiến thương mại là một trong những cái mong muốn của các doanh nghiệp. Bởi vì thông qua cái kênh này là các doanh nghiệp được giới thiệu cái sản phẩm của mình theo cái kênh chính thống nhanh nhất đến với người tiêu dùng để những người tiêu dùng người ta biết được cái sản phẩm của mình là hàng chất lượng. Hội chợ năm nay đã thu hút được trên 4 vạn lượt khách đến tham quan và mua sắm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tại hội chợ ước đạt trên 8,5 tỷ đồng. Qua cái hội chợ năm nay thì Hà Giang đã ký với Châu Vân Sơn Trung Quốc để đưa cái hàng hóa của tỉnh Hà Giang như là mật ong Bạc Hà, như là chè thì sang giới thiệu tại cái trung tâm công nghiệp tại Châu Vân Sơn và đã có doanh nghiệp sang đặt hàng để ký kết hợp đồng mua cái mật ong Bạc Hà của Hà Giang để tiêu thụ lâu dài ở Châu Vân Sơn. Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tích cực đưa các cái hàng hóa của tỉnh Hà Giang là những hàng hóa mà có lợi thế sang để giới thiệu và tiến tới là ký kết các cái hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho bà con tại cái thị trường rộng lớn là thị trường Châu Vân Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Theo đánh giá của ban tổ chức, Hội chợ Quốc tế Việt Trung Hà Giang năm 2015 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng vì không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kích cầu tiêu dùng, giúp các đơn vị, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước giao lưu, trưng bày giới thiệu các sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ vân vân, mà còn là dịp để tỉnh Hà Giang quảng bá giới thiệu những tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, là cơ hội tốt để kêu gọi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư.